điểm tiếp theo của Bamigo sẽ là viện đại học trụ sở viện đại học Minh Đức nha bà con. Rồi bên tay trái Bamigo đây nè bà con, cái nhà trên đây nè, hồi xưa sau năm 1975 á, 30/4 á, ở đây để là chiếc trực thăng trên nóc nhà, để cũng lâu lắm á, cái nóc nhà đó để trực thăng cũng lâu lắm. Rồi ra đây người ta gọi là lăng cha cả, hồi xưa ở đây có cái lăng nè, còn cái mộ cha cả nằm bên kia, ở đây có một cái nghĩa địa, nghĩa trang chứ, hay gọi là đức thánh, đức thánh các linh mục pháp là ở đây nè bà con. Nhìn qua bên kia đó là cổng của căn cứ Tân Sơn Nhất, quân đó, nơi đó là nơi đóng của sư đoàn 50 quân. Ở đó bên tay trái này không có nhà nè, chỉ là bãi đất trống. Đường mà mấy cậu đang đi là đường Hoàng Văn Thụ, hồi xưa con đường này là đường Võ Tấn. Bên tay trái này hồi đó trước năm 75 á tính xây dựng một cái công viên, công viên này người ta gọi là công viên chiến thắng, nhưng mà chưa có làm được thì Sài Gòn đứt phim. Rồi bên đây chợ phải nè, có mấy cái tòa nhà building nè bà con. Trước năm 1975 ở đây cũng có cái tòa nhà building. Rồi nơi đây là để cho quân đội Mỹ thuê để binh lính Mỹ ở. Đó bên đây xưa ngay góc này cũng có cái tòa nhà building. Con đường này là đường Nguyễn Văn Thoại, năm xưa nói Thoại Ngọc Hầu chứ, Thoại Ngọc Hầu. Rồi bên tay phải bên đây, đây là bệnh viện dã chiến 3 của Mỹ nè bà. Rồi sau năm 73 khi Mỹ quốc quân á, bệnh viện này được giao về cho bệnh viện Cơ Đốc. Rồi bây giờ đó là bảo tàng Điện Đông Nam Bộ. Nhìn qua bên kia đó là trại Trần Hưng Đạo, nơi đó là nơi của Bộ Tổng Tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Tổng Tham mưu này trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đó, đây là cổng chính của Bộ Tổng Tham mưu. Bên tay phải này là đường Nguyễn Văn Trỗi, hồi xưa là cách mạng 1 tháng 11. Cổng chính đó là cổng số 1 ha. Rồi bên tay trái của Bamigo đây nè bà con. Bà con có bác thấy khách sạn Tân Sơn Nhất không? Đó, một dọc chéo dài luôn á. Thì xin thưa bà con bác, bên tay trái Bamigo đây hồi xưa trước năm 75 đó là cư xá sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu đó bà con. Gọi là cư xá sĩ quan trại Trần Hưng Đạo. Còn khu gia binh thì cũng có nha bà con, khu gia binh thì nằm ở mặt sau. Bên cái nhà thờ Triều Tinh đó. Ở đây là cư xá sĩ quan nè. Bây giờ là khách sạn Tân Sơn Nhất. Đó, nguyên cái dãy này luôn. Bữa nào ba mẹ cầu đi qua cái con đường phố Quan, ba mẹ cầu sẽ chỉ cho bà con bắt cái khu gia binh của trại Trần Đạo. Cao là ở đây đó, con đường này được chưa dung.
bên tay trái này là đường Hồ Văn Quê nè bà. Bên đây, Hồ Văn Quê đúng rồi. Con đường này là xin thưa bà con cô bác hồi xưa đó là cổng số 2 của trại Trần Hưng Đạo. À, cái tòa nhà trắng trắng này nè, hồi xưa là tòa nhà Quốc hội ở phía nam đó bà con. Hình như văn phòng Quốc hội ở phía nam là xưa nằm đây. Ba mẹ còn không nhớ năm nào nhưng mà có ba mẹ còn nhớ như là có một năm á là thời điểm đó là người dân người ta còn biểu tình nhiều á. Đó, chăn bạc vũ liều dọc dọc ở ngoài đường đây nè. Ba mẹ còn có lần đi ngang qua ba mẹ còn thấy biểu tình dữ lắm. Không biết cái đợt đó là đợt nào không nhớ rõ lắm. Kéo dài luôn bà con dân liều rồi lum kéo nhà dài dưới đây. Mà cũng không biết cái sự kiện đó là sự kiện gì luôn, chỉ đi ngang qua thấy gì thôi. Rồi ra tới đây là đường rầy xe lửa nè, ở đây có bò bảy cánh hồng nè bà con, với thêm một cái nữa, có một cái tiệm tên gì nữa mà ba mấy cô quên rồi, hình như Duyên Duyên á, Duyên gì á bà con có bắt có nhớ, bà con nhắc giúp ba mấy cô chứ. À, ở đây là ngay đường này là có bò bảy cánh hồng nè. Giờ nắng quá rồi, nó cũng hơi mệt. Giờ ba mấy cậu chỉ điểm đó nha bà con. Chứ không có nhiều câu chuyện ba mấy cậu lên đây với ba mấy cậu cũng muốn kể lắm. Nhưng mà hết hơi rồi. Bên tay phải này là nhà thờ Phú Nhuận nè. Nhà thờ Phú Nhuận này là người ta còn gọi đó là nhà thờ Nam đó bà con. Vào thập niên năm 64 là cha Hoàng Quỳnh cũng từng ở đây, ở nhà thờ đó. Bà con cô bác có biết cha Hoàng Quỳnh không? Rồi ở ngay lúc này nè bà con, hồi xưa có Thổ Quyền nè. À, bây giờ dẹp rồi, dẹp cái tiệm đó rồi. Thổ Quyền ở đây nổi tiếng nha bà con. Mình vô đâu tiệm này. Giờ dẹp mất tiêu rồi. Nên là không nhớ được. Rồi bên đây là nhà thờ Cơ Đốc. Rồi hồi xưa ngay ngã tư này người ta gọi là ngã tư Phú Nhuận. Thì xin thưa bà con bác, ngay tại ngã tư Phú Nhuận này nè, có một cái bệnh viện Cơ Đốc. Còn qua bên kia, nhìn qua bên kia là Việt Tinh Văn. Hình như Việt Tinh Văn này trước năm 75 đó là một cái ngân hàng luôn á. Hình như là ngân hàng Thương Tín à. Phải không ta? Ngân hàng Thương Tín đúng rồi. Đây là ngã tư Phú Nhuận nè, con đường Võ Duy Huy nè. Mình qua bên đây nè là nó hết đường Võ Tánh rồi. Qua đây thì nó là gọi là đại lộ Chi Lăng. Con đường này đường Đoàn Thị Điểm nè bà con. Hồi xưa nó không phải là đường Đoàn Thị Điểm mà nó là hẻm 215 Chi Lăng. Thì quẹo tay phải là vô á là có cư xá Chu Mạnh Chính. Rồi mình đang đi trên đại lộ Chi Lăng năm xưa nha bà con. Và các bạn thích nghe ba mẹ gọi nói chuyện nhiều đó, bác nhớ theo dõi cái video lúc 5 giờ sáng. Video đầu tiên bây giờ ba mẹ cũng nói nhiều lắm, nhiều khi tâm sự trong đó nữa. Rồi các cô chú bác nào mà thích xem về đường phố Sài Gòn, xem lại những địa danh địa sử, cùng giao lưu với ba mẹ cò, rồi đố nhau qua lại cho vui, rồi chỉ nhau giúp nhau qua lại á, góp ý qua lại, thì các bác nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh Sống Sài Gòn, Ba Mê Cồ hay là Sài Gòn, Ba Mê Cồ cũng được. À, thì
rồi cùng trao đổi giao lưu đố nhau đố qua đố lại để nâng cao kiến thức lên. Ba Michael xin cảm ơn các cô bác rất là nhiều. Đặc biệt các bác nào mà có được bác giới thiệu giúp Ba Michael với. Các bạn trẻ thì đoàn chuyên công nghệ hơn thì các bạn trẻ thì có thể ủng hộ Ba Michael cách là share video của Ba Michael lên mấy cái group hay cái diễn đàn mà về Sài Gòn đó các bác. Để mọi người biết đến kênh của Ba Michael. Còn các bác, các chú, các cô có thương Ba Michael thì ngồi nói chuyện với ai á, với bạn bè, người thân của mình khi ngồi quán cà phê nói về Sài Gòn thì các bác có thể giúp Ba Michael bằng cách là giới thiệu họ xem kênh của Ba Michael vào YouTube gõ Cuộc Sống Sài Gòn Ba Michael hay là Sài Gòn Ba Michael cũng được, và bấm nút đăng ký subscribe kênh để cùng vào trao đổi giao lưu. Đường bên đây là đường Thích Quảng Đức rồi ạ. Hồi xưa nó là cái tên gì Ba Michael không nhớ. Các bác có nhớ, các chú, các bác, các cô có nhớ thì cho Ba Michael biết chứ. Đây là đường Thích Quảng Đức. Hồi đó nó phải tên Thích Quảng Đức. Còn bên đây phải là chung cư Thành Đạt. Hồi xưa đó là trường học. Dạ dạ. Cái chung cư Thành Đạt này hồi xưa là trường học rồi ạ. Trường học cải tạo thành cái nhà ở. Bên đây là đường Nguyễn Văn Đậu. Xin thưa bà con cô bác, con đường Nguyễn Văn Đậu này hồi trước năm 75 á nó tên là đường Ngô Tùng Châu. Bên đây phải có cái nhà đó bà con. Xin thưa bà con cô bác, bên đó là hồi xưa là dãy nhà hiến binh. Ngay đầu ngõ ngay chỗ Ngô Tùng Châu ở đây nè bác, hồi xưa là trường nhà trẻ nè, cái nhà trẻ. Ba mình còn không nhớ tên gì. Chúng ta đi đây vô này là con đường này là đường Ngô Tùng Châu, con cây Điền Viên nổi tiếng một thời, bây giờ hết rồi. Một thời cái tiệm con cây đó nổi tiếng lắm. Rồi đây là cái cổng trại Ngô Tùng Châu nè bà con. Kế bên đây có ngôi trường. Ngôi trường này hồi xưa là như là trường Tân Văn này phải. Đây là cổng của tiểu đoàn 86 nè, trại Ngô Tùng Châu. Bên kia là trường Tân Văn. Còn cái chỗ mà hai lên coffee á, kế bên trường Tân Văn đó hồi xưa là có cái dinh thự, cái có cái biệt thự của ông chủ đồng tiền cao su đó bà con. Rồi giờ mình quẹo vô đây ha. Tới đây Ba Michael lại nhớ tới anh Khôi nè. Anh Khôi giờ bây giờ anh dậu ra đây anh ở rồi nè. Rồi rời Mỹ, rời Việt, rời Sài Gòn năm 1975, trước đó khoảng 3 ngày là anh rời Mỹ. Ở đây là khu gia binh này, của trại Ngô Tùng Châu. Khu này khu gia binh này. Tiểu đoàn 86. Sau khi anh rời Mỹ xong cái anh sống ở bên Mỹ, đến khi mà anh về hưu á bà con thì bắt đầu anh chọn về Việt Nam mình sống đó. Giờ anh ở cái chung cư này lâu lắm rồi, Ba Michael không nói chuyện được với anh thôi. Con đường này đường Nguyễn Thường Hiền. Thank you.
mình chạy bên đây nó mát, mát dễ chịu quá. Đây có một cái chợ, chợ này người ta gọi là chợ cây quéo. À, đây là chợ cây quéo. Ba mấy cầu đố mà con có bác biết được tại sao ở đây người ta gọi là chợ cây quéo. Mà nó quéo thiệt mà con. Ở đây cây cối nhiều mà nó nắng quá trời luôn nè. À, nắng quá trời. Bây giờ người của ba mấy cầu nó muốn quéo lại luôn rồi. Nên là mỗi lần ai đi ngang qua đây người ta gọi là chợ cây quéo. Phải mà con cô bác. À, đây là chợ cây quéo. Người nó muốn quéo. Nắng quá nè. Cây thì quá trời mà cây thấp chấm nè. Đâu có che được gì. À, ba mấy cầu đố mà con cô bác biết được tại sao đây người ta gọi là chợ cây quéo. Nắng quá, thương người dân quá bạn ạ. Dầm mưa giải nắng để bán. Cuộc sống đâu có lúc nào mà đơn giản, đâu có gì lúc nào dễ dàng. Chúng ta đang đi là đường Hoàng Hoa Thám. Trước năm 75 nó vẫn là Hoàng Hoa Thám nha bà con. Ui trời nắng quá. Trời mấy người chạy Grab này có phải mới khổ hơn nữa nè. Ba mày còn trời Grab kìa. Grab quá trời. Ủa sao Bi không có ta? Tới tập buổi trưa trưa này, bây giờ gần xong rồi ba mấy đồ về nghỉ ngơi mát mẻ. Chứ mấy người chạy Grab này nó khổ khổ lắm nha bà con. Chị Grab khổ lắm mà thôi, chạy trên đường không thấy Bi ha. Rồi con bác còn nhớ cái vụ mà ba mấy đồ có tập chụp tấm hình đó. À đây Bi nè, Bi nè đó, mặc áo vàng vàng rồi nè đó chị Bi á. Mà khổ ha, áo thì áo Bi mà đầu đội nón, đội nón vô. Một người chạy 2-3 ứng dụng luôn nha bà con. À, mới nhắc Bi có Bi nữa nè. Đó, áo Bi nè. Để ba mấy con kể cho bà con có nghe câu chuyện nè. À, báo chí hôm nay đăng tin đó là ở ngoài Hà Nội á, các anh em Bi bắt đầu là kéo nhau đi phản đối, tập trung lại phản đối trước cái trụ sở của Bi đó bà con. Nghe nói là cái mức chiết khấu của Bi lấy cao lắm bà con, là 40%, không biết đúng không nha. Tức có nghĩa là bà con của bác chạy 100.000 thì thằng Bi nó ăn hết 40.000. Cái người chạy chở phải tự
tốn công chở nè, rồi tốn tiền xăng chở nè, rồi chi phí hống hao như thế nào đó, thì chỉ được có 60% thôi đó. Thì các anh em tài xế Bi bắt đầu mới kéo về trụ sở để yêu cầu là phải hạ cái mức chiết khấu xuống. Rồi sau khi đó mà không được đó, bắt đầu cái yêu cầu giải tỏa hay sao, công an tới yêu cầu là giải tỏa hay sao đó. Cuối cùng bắt đầu mấy anh em bắt đầu tuần hành ở trên đường, bắt đầu kéo tới nhà hát lớn Hà Nội thì sao đó. Đó thì bây giờ không biết là sự việc giải quyết tới đâu. Bên đây là đền thờ Thánh Mẫu nè, tối thờ Hai Bà Trưng. Rồi ở đây ba mẹ còn cũng có câu chuyện kể về cái đền thờ này. Thì nói chung giờ ba mẹ còn kể nữa nó mệt lắm. Nhưng mà bà con có bác thấy không, cuộc sống nó cực khổ lắm rồi con. Mấy anh em đội nắng dầm mưa chỗ này nè, nhưng mà cái lợi nhuận của họ nó bị chia cắt nhiều lắm nha bà con. 40% họ đâu có nhận được đủ tiền đâu. Rồi đây. Đây xin thưa bà con cô bác, giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thưa bà con các bác, hồi xưa ở đây là trụ sở của Viện Đại học Minh Đức nè bà con. Bây giờ có trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám nè. Hồi xưa là bệnh viện Nguyễn Văn Học đó. Đây. Hồi xưa đây là trụ sở của Viện Đại học Minh Đức, nằm trong cái khuôn viên này nè bà con. Khuôn viên này lớn lắm. Viện Đại học Minh Đức là do cha Bửu Dưỡng, Linh Mục Bửu Dưỡng, thuộc dòng Nam Minh đó bà con, làm viện trưởng và cũng là người sáng lập luôn. Xin thưa bà con các bác, cũng tại nơi đây nữa nè, ngay đây nhiều trường lắm. Bà con các bác còn biết cái trường Nguyễn Bá Tồng không, ở dưới quận Nhất không? Xin thưa bà con các bác, hồi xưa cái trường này cũng là trường Nguyễn Bá Tồng, của Nam Sinh ở trên tỉnh Gia Định nè. Giờ bà con các bác xem lại. Đây hồi xưa là viện đại học, trụ sở của Viện Đại học Minh Đức và cũng là trường Nguyễn Bá Tồng luôn, có cái giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm luôn. Cái khu nguyên cái khuôn viên của như này nhiều thứ trong này. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.